Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tuấn Võ Tâm Linh Định Hướng và Chữa Lành. Lời đầu tiên thì Tuấn xin gửi một lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với kênh trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì Tuấn xin gửi một lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả những ai đã gieo duyên, ủng hộ, hỗ trợ cho kênh để kênh ngày một hoàn thiện và phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai, cũng như là có thể ra được nhiều video chất lượng hơn nữa gửi tới tất cả mọi người ạ. Tất cả những cái hành động đó chính là những nguồn động lực cực kỳ to lớn giúp kênh ngày một hoàn thiện phát triển lớn mạnh hơn. Và hiện nay thì Tuấn vẫn nhận trải bài riêng ở bên Zalo ạ. Tất cả những thông tin liên hệ trải bài riêng hay là gieo duyên ủng hộ cho kênh thì Tuấn để chi tiết ở phần mô tả, mọi người có thể kéo xuống đó và theo dõi ạ. Và không làm mất thời gian của mọi người lâu hơn nữa thì ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới tất cả mọi người, các bạn một chủ đề chung không chọn tụ, đó là tình huống này nên làm gì? Vì đây là một trải bài chung thôi, không thể đúng với tất cả các bạn được, nên là các bạn hãy nghe với tinh thần vui vẻ và giải trí thôi nhé. Rồi ạ, chúng ta sẽ cùng vào chi tiết thông điệp luôn. Hiện nay năng lượng của các bạn đang như thế nào? Mình thấy rằng là thời điểm này năng lượng của các bạn đang có những cái sự chuyển hóa nâng cấp rất là mạnh mẽ từ bên trong năng lượng linh hồn cho tới cuộc sống của các bạn. Công lý đang dần dần được thực hiện trong cuộc sống của các bạn rồi. Các bạn cũng là những người đã từng trải qua nhiều sóng gió, đớn đau, chầy chật trong cuộc sống. Các bạn tích lũy được cho mình nhiều những cái kiến thức, kinh nghiệm để mà vươn lên phát triển nhiều hơn nữa. Đấy. Hiện nay thì các bạn đang dần dần biết cách tìm được đến điểm cân bằng bên trong năng lượng, linh hồn và trong cả cuộc sống của mình nữa. Một số bạn trong cái giai đoạn vừa rồi, các bạn đã có sự thức tỉnh cực kỳ mạnh mẽ, trực giác của các bạn phát triển rất là nhạy bén. Một số bạn khác thì mình thấy có năng lượng của cái việc chuyển hóa hẳn theo một cái con đường mới. Những cái năng lượng của người chữa lành, người theo con đường tâm linh, huyền học, hoặc là các bạn sẽ là những người lan tỏa, chia sẻ kiến thức, tình yêu, ánh sáng cho chúng sinh, cộng đồng, cho mọi người. Đó. Các bạn đang dần dần cân bằng, hòa hợp hơn với âm dương, đất trời. Đó. Các bạn cũng là những cái người thẳng thắn, đúng sai rõ ràng, tôn trọng về công lý, tôn trọng về những giá trị truyền thống. Các bạn cũng có tình yêu thương vô điều kiện ở bên trong, các bạn sẵn sàng cho đi giúp đỡ người khác. Đó. Thời điểm này thì mặc dù là cuộc sống của các bạn cũng chưa phải quá là thuận lợi, suôn sẻ, vẫn có những cái thiếu thốn khó khăn trong công việc, tiền bạc hoặc trong các dạng mối quan hệ trong cuộc sống. Đó. Vẫn có những cái gánh nặng, áp lực mà các bạn chưa thực sự có thể buông bỏ được. Thế nhưng cuộc sống của các bạn đang dần dần có những cái sự chuyển hóa mạnh mẽ rồi. Các bạn chuyển hóa từ cấp bậc linh hồn, năng lượng ở bên trong lẫn những cái yếu tố trong cuộc sống bên ngoài của các bạn. Đó. Cái cảnh sẽ tùy tâm chuyển mà. Khi cái tâm của các bạn chuyển hóa cân bằng đủ đầy trọn vẹn hơn thì tự nhiên cuộc sống bên ngoài của các bạn cũng sẽ cân bằng đủ đầy và trọn vẹn hơn. Đó. Các bạn đang dần dần thức tỉnh mạnh mẽ, lan tỏa được nhiều cái năng lượng tích cực hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng, cho môi trường xung quanh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Đó là với tình huống các bạn đang gặp trong thời điểm này, các bạn nên làm gì? Như mình nói đấy, thời điểm này nó là cái thời điểm để các bạn thực sự có cái sự thức tỉnh mạnh mẽ, kết nối lại với trực giác, với tâm linh, với tiếng nói sâu thẳm bên trong của các bạn. Các bạn cũng đang dần dần cần gột rửa, gọi loại bỏ đi những cái bụi bặm, những cái lớp màng vô minh nó bao phủ lên cuộc sống, nhận thức, hiểu biết của các bạn. Đó, thì cái giai đoạn này nó là cái giai đoạn để các bạn rũ bỏ, hạ xuống những cái lớp mặt nạ, đó, chữa lành những cái nỗi đau, cân bằng lại những cái yếu tố trong cuộc sống, quay vào bên trong để tìm lấy ánh sáng, tình yêu thương thực sự nằm ở trong bản thể linh hồn của các bạn. Và một số bạn khác như mình nói đấy, các bạn chính là những cái người mang năng lượng chữa lành, mang năng lượng của tình yêu và ánh sáng. Các bạn rất thu hút, tỏa sáng, các bạn đang nâng cấp cái năng lượng của mình lên mức độ rất là cao. Và xung quanh các, mặc dù năng lượng của các bạn rất là thanh thuần, nhẹ nhàng, nhưng thực ra bên trong của các bạn có những cái sự thông thái sâu sắc. Và nhiều người chú ý, để ý đến bạn, bị thu hút bởi cái năng lượng của các bạn. Nhiều người sẽ tiến tới cuộc sống của các bạn. Có người sẽ dành tình cảm lãng mạn, có người thì muốn gọi là xin ý kiến để làm sao kết nối được các bạn, nhận được những cái năng lượng tích cực, năng lượng chữa lành từ các bạn. Đó. Và mình thấy rằng các bạn cũng vừa mới có những cái sự chuyển biến rất là mạnh mẽ trong cuộc sống, trong môi trường, trong nơi chốn sinh hoạt, làm việc, sinh sống. Đó. Hoặc là đây là sự chuyển hóa trong chính những cái dạng năng lượng của các bạn.
Đấy. Một số bạn khác thì mình thấy rằng các bạn vừa mới có sự rời đi khỏi một cái tình huống cũ, một cái môi trường hoặc là một cái mối quan hệ cũ không còn phù hợp, những cái nơi đã làm cho bạn cảm thấy rất là nặng nề, tiêu cực trong cái thời gian vừa qua. Các bạn đã từng trải qua những cái giai đoạn chạm đáy nỗi đau rồi. Đó, rất nhiều những cái khó khăn, áp lực bủa vây lấy cuộc sống của các bạn. Các bạn cảm thấy tối tăm mù mịt, các bạn cảm thấy đớn đau cùng cực, mệt mỏi, áp lực, không nhìn thấy đường hướng tương lai, không nhìn thấy năng lượng tích cực, không nhìn thấy một cái hy vọng gì trước mắt cả. Thế nhưng cái thời điểm này thì các bạn, xin lỗi, cái giai đoạn mà khó khăn bế tắc đấy, thì các bạn đã mạnh mẽ, các bạn đã biết cách đối diện với những cái phần bóng tối, những cái phần sâu thẳm nhất ở bên trong linh hồn, bên trong bản thể của mình. Và chính trong những cái giai đoạn khó khăn đấy, các bạn đã có một cái sự thức tỉnh mạnh mẽ để mà các bạn nhận ra được cái chân lý, giá trị, ý nghĩa thực sự ẩn sau những cái lưỡi gươm gửi đến cuộc đời của mình là gì. Đó. Các bạn biến những cái lưỡi gươm này dần dần thành những cái vũ khí sắc bén phục vụ cho cuộc đời của các bạn. Đấy, phục vụ cho cái hành trình tiếp theo của các bạn. Các bạn biến những cái khó khăn thử thách thành chính những kinh nghiệm, kiến thức và thành chính những thứ vũ khí tuyệt vời nhất để mà hỗ trợ các bạn chinh phục cái con đường mà các bạn nhắm tới, các bạn tìm ra khi mà các bạn đã biết quay vào bên trong, kết nối với bản thể linh hồn của mình, các bạn tìm ra chân lý ánh sáng cho cuộc đời của mình. Đấy, như một số bạn mình nói rồi đấy, là làm hẳn trong những lĩnh vực chữa lành, lan tỏa ánh sáng tình yêu thương, hoặc là làm trong những lĩnh vực về tâm linh, tinh thần, người truyền đạt, người chia sẻ, người hỗ trợ cộng đồng, tập thể, mọi người. Các bạn có cái tình yêu thương vô điều kiện bên trong, và các bạn thời điểm này đang nâng cấp lên cái năng lượng cực kỳ thu hút tỏa sáng. Đó. Cái giai đoạn vừa rồi nó là chính là cái giai đoạn để các bạn kết nối vào với cả linh hồn soulmate cao nhất của mình, chính là bản thể của mình ở bên trong. Các bạn ngộ ra được rất nhiều chân lý, các bạn yêu thương mình trọn vẹn hơn, đủ đầy hơn, các bạn nâng cao được cái giá trị của bản thân, thấu hiểu được những cái giá trị của bản thân một cách trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn. Đó. Các bạn tìm ra được cái tình yêu thương thực sự với bản thể của mình. Đó. Một số bạn khác thì cái nỗi đau vấn đề của các bạn sẽ liên quan tới yếu tố tình yêu, mối quan hệ, những linh hồn tri kỷ của các bạn, những soulmate linh hồn tri kỷ của các bạn. Đó. Các bạn cũng là những người học rất nhiều những dạng bài học trong các mối quan hệ xung quanh cuộc sống. Đó. Những cái mối quan hệ đến để dạy cho các bạn nhiều bài học quan trọng, giúp các bạn thức tỉnh mạnh mẽ hơn trên hành trình linh hồn, hành trình tiến hóa của mình. Một số bạn thì còn liên quan tới yếu tố thứ ba ở đây nhé. Đấy. Mình thấy rằng là cái thời điểm này nó là cái thời điểm để các bạn tập trung vào bản thân mình, tập trung vào công việc, sự nghiệp, sứ mệnh của mình. Đấy. Các bạn bắt đầu biết, gọi là khai phá những cái năng lực tiềm ẩn của mình. Các bạn biết phát huy nó, các bạn phát huy tài năng của các bạn. Các bạn đang chuyển hóa mình thành cái năng lượng của hoàng đế, cái năng lượng của cái sự vững vàng, ổn định, cái năng lượng của cái sự làm chủ cuộc sống, làm chủ tình huống, cái năng lượng của cái việc có tầm nhìn, có chiến lược. Đó. Các bạn có năng lượng của cái người lãnh đạo, năng lượng rất cao, mạnh mẽ. Các bạn cũng là dần dần chuyển hóa thành cái năng lượng của những cái người có vị thế, có tiếng nói. Nhiều người muốn lắng nghe các bạn, nhiều người tin tưởng và tôn trọng các bạn. Các bạn là người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, tập thể, nơi mà các bạn làm việc, học tập hay là sinh sống. Thời điểm này là cái thời điểm các bạn đang phát triển sức mạnh bên trong của các bạn cực kỳ mạnh mẽ. Các bạn đang kết nối được với năng lượng nữ tính thiêng liêng bên trong của các bạn. Một cái năng lượng vừa mềm mại, uyển chuyển nhưng cũng đầy dũng khí. Đó, một người nữ nhẹ nhàng có thể thuần phục được một cái con sư tử chúa sơn lâm bằng chính cái năng lượng của sự thấu hiểu, bằng năng lượng của tâm linh, của sự thông thái và của sức mạnh nữ tính bên trong, mà các bạn có thể chinh phục và làm được mọi điều. Đấy. Và chính vì thế thời điểm này đó là cái thời điểm mà các bạn đang lên những cái kế hoạch phát triển dài hơi cho công việc, sự nghiệp, cho đường hướng tương lai của các bạn. Các bạn bắt đầu biết cách vạch định ra con đường cho bản thân mình. Các bạn đã ngộ ra được nhiều chân lý, học được nhiều những cái bài học, kiến thức. Vào thời điểm này, nó là cái thời điểm là các bạn vươn lên, phát triển. Với một số bạn khác thì có thể những cái tình huống trước kia mà các bạn gặp phải, những cái sóng gió khổ đau các bạn gặp phải có thể liên quan tới năng lượng của những người như thế này nhé. Một cái người mang năng lượng của vua tiền, vững vàng, ổn định, thành tựu, có tài lãnh đạo, có tầm nhìn, chậm mà chắc. Đó. Những người này thì cũng hơi ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Đấy. Người này có thể là những người có sức ảnh hưởng, hoặc là đã tự xây dựng được cho mình những cái gọi là môi trường, những cái dự án, những đứa con tinh thần riêng của bản thân mình, hoặc là có là những người lãnh đạo
tổ trưởng, leader, người dẫn dắt trong một tập thể, một cộng đồng nào đó. Đấy. Nhưng mà cái người này, cái tương tác với người này, với một số bạn khi mà cái tương tác với người này ấy, thì nó lại làm cho các bạn cảm thấy bị ngột ngạt, trói buộc, cảm giác không được tự do, cảm giác phải kìm lại cái năng lượng, cái cảm xúc bên trong của mình. Đó. Và khi mà các bạn chuyển hóa, nâng cấp được cái năng lượng của mình lên, hoàn thành những cái bài học của chương cũ, thì các bạn sẽ tiến tới với cái năng lượng thuần khiết hơn, tuyệt vời hơn, tròn đầy, đủ đầy hơn bên trong. Và khi đó thì các bạn sẽ thu hút vào cuộc sống của mình cái năng lượng của một cái người hoàng đế, năng lượng của một cái người hội tụ đủ các yếu tố, cân bằng được các yếu tố đất, nước, lửa, khí trong cuộc sống, trong tinh thần, trong tâm linh của mình. Đó. Người này cũng là những cái người từng trải, vững vàng, đáng tin cậy, đó, rất là thu hút, có bản lĩnh và có những cái độ tương đồng với cái mức năng lượng của các bạn. Và khi nào mà các bạn thực sự hoàn thành được những cái bài học trên hành trình của mình, gạt bỏ được những cái gì cũ không còn phù hợp ở trong một cái chương trước kia đấy, để mà rũ bỏ, để mà gột rửa, để mà chuyển hóa, nâng cấp và tiến lên một cái chương mới, thì các bạn sẽ thu hút những cái người tuyệt vời hơn, những cái điều tích cực hơn vào trong cuộc sống của mình. Như mình nói đấy, đó, có thể một số bạn đã từng vướng vào những cái mối quan hệ liên quan tới tình ái, tình yêu, và có cái sự đuổi và chạy ở đây nhé, người theo đuổi, người trốn chạy đấy, hoặc là cái tình yêu không được đáp lại, một trong hai bên có những cái mối quan hệ cảm xúc nhưng mà không được đáp lại, có thể là bạn, cũng có thể là đối phương của các bạn đấy. Và đã có những cái sự tách biệt, chia xa ở đây đấy. Các bạn cái thời điểm này được khuyên đó là để mà các bạn có thể đón nhận được những cái món quà mới, những cái điều tích cực tuyệt vời mới trong cuộc sống của mình, thì các bạn cần phải rời bỏ, rũ bỏ đi những cái chương cũ, dù nó là khó khăn trong công việc, trong tiền bạc, hay là trong các dạng mối quan hệ, thậm chí là trong tinh thần, trong niềm tin của các bạn, thì các bạn cũng cần phải chuyển hóa, rũ bỏ đi những cái cũ không còn phù hợp nữa, để mà nâng cao, để mà hoàn thiện hơn. Các bạn cần phải nhìn ra đúng cái ý nghĩa thực sự của những cái sóng gió khó khăn đến trong cuộc sống của mình là gì. Nó đến không phải để cho các bạn gục ngã, nó đến không phải để cho các bạn chầy chật, nó đến không phải để kìm chân các bạn, mà nó muốn cho các bạn phải chững lại một chút, dừng lại một chút, để mà quan sát, để mà đối diện với những cái gì sâu thẳm nhất bên trong bản thể linh hồn của mình. Bởi vì chỉ có khi đó thì các bạn mới có thể thực sự nhìn ra ánh sáng chân lý thực sự, tiếng nói sâu thẳm nhất bên trong linh hồn, bên trong cảm xúc của mình là gì, để rồi các bạn có được sự chuyển hóa và bước đi đúng đắn trên hành trình của mình. Hãy cảm ơn tất cả những cái món quà tuyệt vời mà những môi trường, con người, tình huống trước kia, vũ trụ đã từng gửi đến cuộc sống của các bạn. Bởi vì nhờ có nó mà các bạn đang có sự chuyển hóa ngoạn mục hơn, các bạn đang thu hút vào trong cuộc sống của mình những cái điều tích cực tuyệt vời hơn nữa ở trong tương lai. Đó. Và có thể các bạn sẽ thu hút cả những cái mối quan hệ cam kết có những cái chiều hướng phát triển dài hơi trong tương lai, thậm chí dẫn tới đám cưới, hôn nhân ở đây. Một số ít các bạn khác thì đã từng có sự chia ly, rời xa hoặc gặp những cái bài học trong những dạng mối quan hệ cam kết, những mối quan hệ trong gia đình có cái sự gắn kết đấy, hoặc là những cái mối quan hệ hôn nhân đấy, có những cái năng lượng ảnh hưởng ở đây. Mọi thứ sẽ không đến quá nhanh đâu nhé. Thời điểm này đó là thời điểm các bạn cần phải từ từ đấy, chờ đợi một chút. Thời điểm này đó là cái thời điểm để các bạn tập trung chuyển hóa, nâng cấp, chứ chưa phải là cái thời điểm để các bạn đón nhận ngay những cái điều mới mẻ, tích cực, mà thời điểm để các bạn hoàn thành bài học, nhìn ra giá trị bài học, tiếp tục nâng cao cái năng lượng, nhận thức, kiến thức của mình lên. Đó. Và vũ trụ cùng các thiên thần muốn gửi tới các bạn rằng là dù cuộc sống của các bạn có gặp những cái điều gì đi chăng nữa, thì đừng lo lắng nhé. Bạn đủ sức mạnh, niềm tin, đó, kinh nghiệm, kiến thức để các bạn có thể đối diện, chuyển hóa và vượt qua cái bài thi này. Bên cạnh đó, bạn luôn nhận được sự giúp đỡ, che chở, hướng dẫn của các thiên thần, vũ trụ, của các vị thầy tâm linh khi mà bạn cần. Khi mà các bạn rơi vào những cái giai đoạn khó khăn, cùng cực, tối tăm nhất, thì luôn có những cái sự chỉ dẫn hoặc bàn tay vô hình nào đó hướng dẫn các bạn hoặc là đẩy các bạn tiến lên. Đó, nên các bạn không cần lo lắng, hãy tiếp tục tin vào giá trị bản thân, tin vào ơn trên, tin vào sự dẫn dắt chỉ đường của trực giác. Đấy, thời điểm này đó là cái thời điểm các bạn nâng cao, quay vào bên trong nhé, tìm cái điểm cân bằng ổn định, chữa lành, chuyển hóa những cái cũ đi, hoàn thành cái bài học trong chương cũ đi. Đấy, sau đó các mọi thứ trong cuộc sống của các bạn cũng dần dần đang được bình phục, cải thiện rồi. Và khi mà năng lượng của bên trong của các bạn đủ đầy, trọn vẹn, thì chắc chắn cuộc sống của các bạn, những cái may mắn, hạnh phúc, những cái giấc mơ, ước mơ của các bạn sẽ thành sự thật. Đó, cả về vật chất, tiền bạc, sứ mệnh, ổn định trong cuộc sống, trong công việc, trong
đường lối phát triển đó, lẫn những cái tình yêu, những cái mối quan hệ mang lại cho bạn cảm xúc, mang lại cho bạn những cái kết nối sâu sắc từ trong linh hồn sẽ tiến vào trong cuộc sống của các bạn mà thôi. Đó, chúc mừng tất cả các bạn. Rồi ạ, hy vọng rằng là những cái thông điệp vừa rồi thì sẽ kết nối với thật nhiều các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hay và phù hợp với câu chuyện của mình thì các bạn hãy để lại một like cũng như là một bình luận để chúng ta hiểu nhau hơn nhé. Bên cạnh đó thì các bạn cũng hãy ủng hộ cho kênh bằng cách đó là nhấn theo dõi cộng chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất khi kênh ra video ạ. Và nếu các bạn có chủ đề nào hay muốn Tuấn làm thì các bạn cũng hãy gợi ý ở dưới bình luận. Nếu chủ đề đó kết nối thì Tuấn sẽ làm những video chất lượng tốt nhất gửi tới tất cả các bạn nhé. Bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ.